Á hậu Khánh Phương xuống tóc đi tu nhân ngày lễ Vu Lan, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Á hậu hai hoa hậu biển Việt Nam 2016 Khánh Phương đã khiến dân tình ngỡ ngàng vì quyết định xuống tóc đi tu. Theo lời Khánh Phương, lý do khiến cô quyết định xuống tóc đi tu là vì khi thân mỏi, tâm sầu, lòng đau như cắt, tưởng chừng như không thể bước tiếp trên con đường này thì ánh sáng của Phật đã rọi vào tâm cô. Tôi đã nhận ra được sự đau khổ trong mình, trong mọi người xung quanh, tôi như được sống lại sau một trận tử sinh, cô tâm sự, mỗi ngày rèn luyện học hỏi tu tập theo chánh pháp, tôi hiểu được chính mình và nhận ra được phần nào khổ đau. Hình ảnh mỹ nữ ngày xuống tóc đi tu khiến nhiều người bất ngờ, trong khi đó, Khánh Phương rạng ngời hạnh phúc khi được sư thầy làm nghi lễ xuống tóc cho mình. Bên cạnh sự lo lắng, nhiều người cũng bày tỏ sự trân trọng đối với Khánh Phương. Dù đang nổi tiếng nhưng cô vẫn quyết định gác lại vinh hoa phú quý, chọn con đường tu tập. Khánh Phương cho biết đây không phải là quyết định sốc nổi vì cô đã dành một khoảng thời gian khá dài để nghiên cứu Phật Pháp trước khi quyết định xuống tóc đi tu.